Vietxãhội.com mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe truyện cổ tích được mang tên To đầu bà dại, nhỏ gái bà khôn. Một hôm, voi đang đủng đỉnh đi chơi, bỗng gặp hổ. Hai bên chào hỏi chuyện trò chán chê. Đoạn hổ bảo với voi: "Bác với tôi đều là bậc anh hùng ở chốn Sơn Lâm. Mỗi lần đi đến đâu, mọi thú vật đều khiếp sợ. Nay tôi muốn thi tài với bác một chuyến chơi. Nếu bác vui lòng thì hai chúng ta cùng nhảy qua một cái ngòi trước mặt đây. Thấy bên nào không nhảy được thì sáng mai đến đây, đưa thân cho kẻ được cuộc tha hồ mà chén thịt hay chà đạp thế nào tùy ý. Nào, bác xem chừng có đủ sức đòi tài với tôi chăng?" Nghe hổ nói kích, voi khẳng khái đáp ngay: "Được, tôi sợ gì mà không thi." Nói rồi cả hai cùng nhảy qua ngòi. Hổ làm một vọt sang bờ bên kia như bẩn, nhưng voi vẫn nặng nề cất mình không nổi, bị sa xuống dòng nước. Chân voi tụt xuống bùn lầy, làm cho hổ phải xuống kéo mãi đến tối ngày mới đưa lên được. Rồi đó cả hai về nhà nấy. Giữ đúng lời hẹn, sáng hôm sau voi phải đi nộp xác cho hổ ăn thịt. Biết hổ chẳng tha cho nào, voi thấy chân trả trời bước không nổi. Bỗng thỏ từ sau một gốc cây lớn tiếng đến trước mặt voi. Thỏ chào hỏi, voi không buồn đáp lại. Thấy voi buồn thiu, thỏ hỏi: "Bác voi, sao bác buồn thế? Có việc gì đáng lo xảy ra hay sao? Bác cứ kể cho tôi biết đi, dù biết chừng tôi sẽ giúp ích cho bác nhiều." Voi dừng lại kể cho người bạn nhỏ nghe câu chuyện nhảy thi với hổ ngày hôm qua và nói: "Đêm về tôi nghĩ lại biết mình thi nhảy với hắn lạc hơn, nhưng bây giờ đã lỡ thì biết làm thế nào?" Thỏ bảo: "Thế sao bác không trốn đi, đừng ra đấy có hơn không?" "Không được," voi trả lời, "tôi thà chết chứ không muốn sai lời đã hẹn." Thỏ nghĩ một lát nói: "Tôi có một kế cứu bác nếu bác bằng lòng làm theo đúng lời tôi dặn." "Kế ấy thế nào?" "Cái này cốt yếu nhất là tôi bảo sao bác phải làm đúng như thế mới được." Nói rồi, thỏ đi kiếm lá cây trùm lên đầu mình, cải trang thành một con vật khác hẳn. Đoạn cả hai con cùng đến chỗ hẹn với hổ. Thỏ bắt voi nằm ngửa giơ bốn chân lên trời không cụ cựa. Lại nói chuyện hổ từ hôm qua được cuộc, trong bụng vô cùng mừng rỡ. Sáng mai ngủ dậy, hổ hí hửng chờ đến lúc được chén thịt voi. Nhưng khi sắp sửa đến chỗ hẹn, hổ thấy một cảnh lạ mắt mà hắn không bao giờ ngờ tới. Trước mặt hổ, voi đã nằm chết chỏng cẳng, và trên mình voi có một con vật nào là lạ đang hùng hục chán thịt, mà con vật ấy chỉ bé bằng đầu vòi voi mà thôi. Lạ thật, không biết con vật nào kia chỉ có một tí tẹo thế mà dám cả gan vật voi ăn thịt. Voi còn thế, huống gì là mình, không khéo nó nhìn thấy thì bỏ xác. Nghĩ vậy, hổ rụt rè không dám tiến nữa, rồi rón rén quay trở lại, lủi một mạch về nhà. Dọc đường bỗng có kỵ ở trên cây hỏi vọng xuống: "Bác hổ, sao bác vội thế, có việc gì đấy?" Nghe khỉ hỏi, hổ hoàng hồn dừng lại kể chuyện vừa rồi cho nghe. Kể xong, hổ chưa hết sợ hãi toàn bỏ đi, nhưng kỵ vội giữ hổ lại mà nói: "Bác đừng sợ, đây chắc là mưu mẹo gì đấy thôi, bác cứ trở lại chỉ cho tôi thấy đi." Thấy hổ còn ngần ngại, kỵ lại nói: "Nếu bác sợ tôi đánh lừa thì bác cứ buộc người tôi vào chân của bác, hễ bác ở đâu coi tôi đó, bác đừng ngại." Nói xong, khỉ đi lấy dây nâu buộc thân mình nói liền với chân sau hổ, rồi cả hai cùng trở lại. Khi thỏ thấy hổ và khỉ dẫn nhau tới, biết ngay có khỉ làm quân sư, liền không để cho chúng kịp dở mù mô, vội cất tiếng the thé mắng phủ đầu rằng: "Này khỉ kia, sao mày chậm thế? Cha mày xưa nợ của tao tính ra đến 10 con hổ, vậy mà mãi đến bây giờ mày mới đưa đến được một con, tại sao mày chân lười đến thế? Muốn tốt phải trả cho đủ số, nếu không tao sẽ xé nhỏ xác mày ra." Nghe nói, hổ tưởng khỉ đánh lừa đem mình đi gán nợ cho con vật dữ tợn kia, bèn hút hoảng cong đuôi chạy một mạch không dám ngoảnh cổ lại. Hổ chạy mãi cho đến lúc thấy mồ hôi toát ra đầy người, mệt hết sức mới dừng lại. Nhìn lại khỉ thì thấy khỉ đã chết nhăn răng từ bao giờ rồi. Thế mà hổ tưởng là khỉ còn sống liền mắng cho một trận và nói: "Đã thế mà mày còn nhăn răng ra mà cười à?" Có câu tục ngữ: "To đầu mà dại, to gái mà khôn." Lại có câu: "Nợ 10 hùm chưa đủ, mua một khỉ thắm chi", đều do chuyện trên này mà ra. Chú thích: theo Hữu Thanh tạp chí. Hết chú thích. Khảo dị, chuyện trên còn thấy ở một vài dân tộc khác như đồng bào Tây Nguyên. Trong truyện của Tây Nguyên, chẳng hạn của người Ba Na, cũng như của Khmer hay cho voi làng cười. Một con hổ thấy con chim bói cá kiếm ăn một cách dễ dàng, khỏe khoắn, từ trên cao chỉ liệng xuống nước một cái rồi bay lên là có cá ăn, cũng muốn bắt chước, bèn trèo lên cây rình. Khi có cá ở suối thì buông người xuống, chẳng ngờ đã không bắt được cá mà suýt nữa chết đuối. Một người kiếm mật ong đi qua thấy vậy, cười nhạo hổ hết lời. Hổ thèn, xin người ấy giấu cho, mình sẽ tặng một ngày một con thịt.
Người ấy nhận lời, từ đó anh ta rất mừng sung sướng. Nhưng vợ anh ta lại cứ nài nỉ anh, cho biết lý do vì sao luôn luôn may mắn. Lúc đầu anh giấu, nhưng sau buộc miệng nói hết ra. Sáng mai lên rừng gặp Hổ, Hổ bắt người ấy phải nộp mạng vì đã nuốt lời hứa. Người ấy vâng lời nhưng xin Hổ cho về nhà từ giả vợ, mai sáng sẽ đến nộp mình. Sáng hôm sau anh chàng thức thiểu ra đi, trên đường gặp Thỏ và chuyện cũng xảy ra như chuyện vừa kể. Trong một dị bản của người Ba Na, ở vùng Con Tum thì thay cho chim bói cá là diều. Một hôm, Hổ vớ được một con heo rừng, sau khi đã trình mò khá vất vả, Hổ bèn xé xác heo thành mấy mảnh để ăn. Những mảnh chưa ăn tới thì ngồi lên giữ vì sợ mất. Từ trên cao nhìn xuống rất thèm, diều nghĩ được một kế, bất tình linh bay vụt xuống mổ một cái vào hạ bộ Hổ. Hổ đau nhói vội chồm lên, gầm thét vang trời. Thế là diều liền chớp ngay một miếng đàn heo và bay lên cành cao đánh chén. Vừa lúc Hổ đang bị diều đớp, một người thợ săn đi qua thấy thế cười sặc sụa. Hổ ngượng quá bèn ngỏ ý xin anh ta giữ kín cho câu chuyện xấu hổ này. Đáp lại, Hổ sẽ kiếm tịch thu, nay đem đến nhà cung đốn. Anh thợ săn chấp nhận lời thỉnh cầu, từ đó anh luôn luôn có thịt rừng để ăn, khỏi phải mất công lặn lội tìm kiếm. Nhưng một hôm vui bạn, anh chàng nói toạc với bạn câu chuyện Hổ bị diều chơi lẫm. Đang lúc ấy, Hổ phát thịt đến nhà, biết chuyện, Hổ nổi giận đòi anh thợ săn thực hiện lời đã cam kết. Nếu nói hở chuyện ra thì phải nộp mạng cho Hổ. Anh thợ săn khất khổ 7 ngày sau sẽ đến chỗ hẹn. Đang trong những ngày buồn tẻ nhất, anh bỗng gặp Thỏ. Thổi hỏi thăm, biết chuyện, bạn mua với anh là một chiếc nỏ lớn và 2 mũi tên tạm thúc độc để mình tìm cách cứu. Đến ngày hẹn, theo lời Thỏ dặn, anh thợ săn bảo Hổ phải cùng nhau tới gặp thần Giang Công, thần núi, ở một gốc đa trong rừng sâu để nghe phán bảo tội trạng, rồi mới được thực hiện lời hứa. Hổ đã biết tiếng thần Giang Công nên rất sợ, đành nhận lời. Khi cả hai kéo nhau đến dưới gốc đa thì đã thấy một vị thần to, lù lù đứng đấy, hoa lá phủ đầy người. Thỏ nắp bên trong cất giọng ồm ồm, bắt cả hai khai thực đầu đuôi để mình phán xử. Vương Thủ nghe tin thần Giang Công hiển hiện sự vụ kiện giữa người thợ săn và Hổ nên cũng nườm nượp kéo nhau đi xem. Thần Giang Công truyền bảo mỗi bên nhận một mũi tinh thần và dùng nỏ thần bắn vào bên kia, ai có tội kẻ đó sẽ chết. Nhưng Thỏ đã tranh mảnh trao nỏ cho chàng thợ săn bắn trước, mặc dù Hổ ra sức phản kháng. Chàng thợ săn được nỏ, bèn gắng sức dương hai cánh nỏ cứng nhằm vào Hổ bắn một phát, mũi tên độc trúng đầu Hổ, Hổ lăn ra chết liền. Quân thủ thấy vậy xô nhau chạy tán loạn, giãy đạp lên nhau mà chết. Từ trong đám lá ngụy trang, Thỏ nhảy phóc ra hiện nguyên hình, bảo anh thợ săn đem thịt thú rừng về đánh chén. Cũng có chuyện này ở một số làng bản Ba Na khác lại kể rằng, khi anh thợ săn đưa Hổ đến gặp Thỏ, Thỏ thách Hổ nuốt thi với mình một cái xương trâu dựng ngang trong miệng. Nếu Hổ nuốt được thì mới chứng tỏ anh thợ săn có lỗi. Hổ đồng ý há mồm cho Thỏ bỏ xương vào, nhưng khi bị xương nhọn chống hàm lên, đau không sao nuốt được. Đến lượt Thỏ, Thỏ nhanh nhẹn bỏ xương ra sau đít. Hổ tưởng Thỏ đã nuốt xương dễ dàng, hốt hoảng bỏ chạy. Người thợ săn thừa dịp dương cung bắn chết Hổ. Chú thích: theo truyện cổ Ba Na tập 2, hết chú thích. Ở Việt Nam có nơi kể khác đoạn đầu, đó là truyện con hổ, con cốc tía và con khỉ. Cốc tía thấy hổ thường đang đi qua về lại trước nhà, sợ nó giẫm phải, mới tính kế làm cho hổ phải tránh xa. Một hôm chờ hổ đi ngang trước nhà, cốc bèn xông ra nạt: đứa nào đấy, đừng có lớn sở qua đây mà tao giết chết uổng mạng. Hổ giật mình hỏi ai thì cốc đáp: tao đây, tao là cốc tía đây. Ấy chà, hổ nói, mày bằng nắm tay có tài nghệ gì mà dám láo thế? Thấy cốc nói nghề gì cũng biết, hổ mời vào nhảy thi. Cốc nhận lời và nói, tao không thèm đứng ngang mày, tao đứng sau mày mà nhảy xa hơn mày mới tai. Cũng như chuyện cốc kiện trời trong được khảo về thần thoại Việt Nam, cốc chờ khi hổ đập đuôi sắp nhảy thì vội cắn lấy đuôi hổ. Hổ sang đến nơi thì cốc đã văng xa trước hổ một quãng. Hổ thuộc buộc, cốc nói, tao mới sáng đây mà đã ăn thịt một con hổ rồi. Rồi há miệng cho hổ thấy một nhúm lông mà cốc đã cắn ở đuôi hổ lúc nãy. Thế thế, hổ sợ quá cong đuôi chạy, giữa đường hổ gặp khỉ và kết cục cũng y như chuyện vừa kể. Chú thích: theo lời kể của người miền Nam, hết chú thích. Người Nghệ An kể chuyện này cũng giống như trên, nhưng còn có thêm một tình tiết. Trước khi hổ mời cốc nhảy thi, hổ đòi ăn thịt cốc. Cốc bảo, dạ dạ, quân mày đông hay quân tàu đông, mà mày dám đòi ăn thịt tao. Nào, bây giờ mày với tao mỗi bên gọi lên một tiếng xem bên nào có người dạ nhiều. Hổ kêu lên một tiếng nhưng chẳng thấy ai phản ứng cả. Còn cốc kêu một tiếng thì cả cánh đồng đều dạ rang.
Hổ ngạc nhiên bắt đầu sợ cóc. Chú thích: bản khai của thôn Bùi Ngọc. Hết chú thích. Ngư Quảng Bình kể truyện: to đầu mà dại, nhỏ dái mà khôn như nhau. Voi thi với hổ không phải bằng cách nhảy qua suối, mà bằng cách gầm thét sao cho hươu nai sợ chạy trốn. Có người kể là làm sao cho chim rừng sợ bay đi. Dĩ nhiên, tiếng gầm của voi không làm cho hươu nai sợ bằng tiếng của hổ. Voi cũng hẹn qua ngày sau đi nộp xác như trên. Nhưng ở đây, kẻ cứu voi và giả bộ ăn thịt voi, đòi nợ khỉ không phải là thỏ, mà là con chim truyền chuyện. Có người kể là thỏ, nhưng khi khỉ buộc dây dẫn hổ đến thì chim mắng: đồ chó chết, mày vay của tao ba hổ béo, nay trả một hổ gầy nhom. Hổ sợ chạy, làm khỉ chết nhăn răng. Hổ dừng lại mắng khỉ rồi chén thịt luôn. Vì thế sau này, dòng dõi khỉ hễ gặp hổ là trốn chạy và kêu la ầm ĩ. Ngư Quảng Bình cũng có kể truyện con hổ, con gốc tía và con rùa, không phải con khỉ như sau. Cốc thách hổ chạy thi, không phải nhảy, rồi khi sắp bắt đầu, cốc cũng ngậm chót đuôi hổ. Hổ chạy qua hết năm núi, 10 khe về dừng lại. Dập đuôi thì cốc đã văng ra phía trước. Thấy hổ ngoảnh đằng sau tìm cốc, cốc mắng: tao đứng trước mày đây, rồi còn ngoái lại sau làm cái gì? Hổ sợ cốc bỏ đi, bỗng gặp rùa. Rùa bày cho hổ buộc vào chớp đuôi một hòn đá, thì cốc hết chỗ ngậm. Hổ làm theo, quả nhiên lần này cốc không ngậm được đuôi hổ. Nhưng khi nhảy qua suối, hòn đá kéo hổ xuống vực, hổ chết. Chú thích: theo Cardia, PEFEO, tập 1, số 3, năm 1901. Hết chú thích. Còn có một truyện khác của ta, trong đó cũng có hổ và khỉ, diễn biến của truyện như trên, nhưng thay cho thỏ và voi hay cốc tía là một người ăn trộm. Một người ăn trộm đến rình ở chuồng ngựa nhà nọ định ăn trộm ngựa. Không ngờ đêm ấy có một con hổ cũng đến rình. Trong nhà bỗng có tiếng mẹ dọa con: có nín không, kẻo ông ba bi bị bùm đến cắn chết. Nghe nói hổ đâm ra lo sợ ông ba bi bị bùm cắn nên ngập ngừng toàn rút. Trộm ta ngủ quên chợt tỉnh dậy thấy hổ tưởng là ngựa, vội nhảy phốc lên lưng hổ. Hổ bị một cú nhảy bất thình lình tưởng là ông ba bi bị bùm vồ, bèn cong đuôi chạy một mạch. Còn tính trộm khi biết là hổ sợ quá, vừa gặp canh bứa dọc đường liền biểu lấy đu lên. Từ đây truyền lại giống với các chuyện trên. Thấy hổ chạy không ngoái cổ lại, khỉ chặn lại hỏi, nghe hổ kể. Khỉ tình nguyện đi dò xem ông ba bi bị bùm là thế nào. Khi biết chỉ là một người như người thường, khỉ vội về mách hổ. Thấy hổ không tin, khỉ bảo hổ buộc mình vào đuôi để đưa hổ trở lại xem. Trộm thấy hổ trở lại sợ quá, ngã từ cây bứa xuống đầu hổ. Hổ tưởng ông ba bi bị bùm vồ, bèn lại co giò chạy một mạch làm cho khỉ chết nhăn răng. Đoạn sau còn nói thêm nhiều diễn biến buồn cười do những cái nhầm của vợ người có ngựa và vợ người ăn trộm. Chú thích: truyện cổ dân gian Việt Nam, tập 1. Hết chú thích. Người Miến Điện, Myanmar có truyện vì sao hổ và khỉ trở nên thù địch. Hổ và voi thách nhau không phải nhảy mà là gầm thét. Ai hơn sẽ được chén thịt của kẻ thua. Tiếng thét của hổ làm cho các con vật chết khiếp. Còn tiếng trống của voi thì không. Bảy ngày sau voi đi nộp mình. Thỏ gặp thấy voi buồn, hứa cứu voi. Thỏ bảo các chúng vật khác làm bộ hốt hoảng, nói thỏ đánh bạn với voi và sắp ăn thịt hổ. Hổ không tin, bảo ai đi chén thịt voi với mình thì đi, nhưng không ai đi cả, trừ khỉ. Hai con thắt đuôi lại với nhau. Hổ thấy thỏ ngồi trên đầu voi, ăn chuối, bảo là ăn ốc voi. Hổ sợ thì khỉ trấn an bảo đó là chuối. Thỏ nói, mày nói đưa đến cho tao một con hổ béo, sao lại nộp hổ gây. Hổ sợ quá bỏ chạy, hai con co kéo nhau đến khi vóc cốc cây đứt đuôi mới rời nhau được. Từ đấy, khỉ và hổ thù nhau. Chú thích: theo truyện dân gian Miến Điện, sách đã dẫn. Người Tây có truyện hổ, voi sợ cốc. Ở đây các vai trò có thay đổi. Cốc thay vào thỏ, còn voi không phải là nạn nhân của hổ. Cốc ăn gỗ mục, ăn đom đóm, rồi đến một nhĩ. Đang ăn, bỗng có hổ đi qua hỏi cốc ăn gì. Đáp: sang trụ, su chàng, tôi vai, tai voi. Vì một nhĩ giống tai voi, nên hổ sợ quá, toàn chạy. Chưa hết sợ thì lại thấy cốc nhảy ra từng con đom đóm, mới hỏi: ăn gì đấy? Thưa tha tha thưa, mổ hắc bắt hổ. Lần này thì hổ sợ thật, liền cắm đầu chạy. Gặp voi, voi hỏi hổ vì sao mà chạy. Hổ cũng kể chuyện vừa rồi, voi bảo: đừng có sợ, để ta trở lại xem. Rồi cũng buộc hổ vào chân. Hai con sắp tới, cốc đã nói to: mày nợ tao ba hổ, hẹn sáng nay trả đủ, sao chỉ có một. Hổ chạy kéo cả voi cùng chạy, cuối cùng hổ chết hộc máu. Thấy thế voi mắng: chạy mệt, bỏ cha lại còn ăn trầu. Lại chạy nữa, một lát ngoảnh lại, thấy hổ nhè răng, voi lại mắng: suýt chết mất mạng mà còn cười ư.
Ở truyện hổ và cáo của người mèo thì cáo thay vào hổ, nhưng vai trò và tính cách của các vật đã biến đổi dần so với truyện của ta. Một đàn dê kéo nhau đi ăn, tối ngủ ở hang. Một hôm gặp cáo, cáo thấy dê râu dài, lấy làm lạ hỏi, cái này dùng để làm gì? Đáp, đó là thứ dùng làm nước chấm để ăn thịt cáo. Cáo sợ, bảo, vậy anh làm ơn giữ chặt lấy nó để tôi chạy khỏi nơi này. Trong khi cáo chạy thì dê thét đằng sau, đuổi kịp rồi, làm cho cáo sợ. Một con hổ vằn gặp, ngăn lại hỏi, sao chạy nhanh thế? Một tấm dài dài dưới hàm, nó bảo làm nước chấm ăn thịt cáo khỏe. Ô, sợ gì, đưa tao trở lại xem. Cáo lắc đầu, nếu thế thì buộc đuôi nhau. Cáo chỉ dám đứng từ xa mà trỏ cho hổ thấy. Khi biết là dê thì hổ xông lại. Nhưng dê chậm sừng, hút rất hăng, làm cho hổ lăn xuống chân hang, đồng thời cáo cũng ngã theo. Nghe một tiếng huỵch, cáo ngã lên lưng, hổ giật mình tưởng con gì vội chạy như bay. Cáo chết, hổ ngoảnh lại thấy, mắng, mày còn cười tao à. Rồi đào hố chôn cáo nhưng lại quên cỡ đuôi, nên khi hổ bước đi thì lại kéo cáo lên khỏi lỗ, bèn mắng, mày còn theo tao làm cái gì? Nói rồi ăn thịt cáo, chỉ khi nhai đuôi cáo mới sực nhớ là đuôi nó còn buộc vào đuôi mình. Chú thích, theo Doãn Thanh, sách đã dẫn, hết chú thích. Người Trung Quốc có truyện ngụ ngôn hổ già và khỉ. Một con hổ già muốn ăn thịt khỉ, khỉ biết ý bèn bảo hổ, thân tôi bé nhỏ không đủ bữa của ngài, trên núi đối diện có con vật lớn lắm, ngài sẽ bắt chén thỏa thích, tôi xin đi trước dẫn đường. Hai con cùng đi đến chỗ có con nai, nai vừa thấy đã nói trước. Này anh bạn khỉ, mày hứa trả cho tao 10 da hổ, nay chỉ có một con, còn 9. Hổ nói với khỉ, tao không ngờ mày ác thế, mày đem tao đi trả nợ ư. Người Mông Cổ có truyện A-Láp và Sư Tử khác nội dung nhưng cũng giống kết thúc. A-Láp một hôm ra ngoài liều, thoáng thấy bóng sư tử vội chạy về bảo vợ. Làm thế nào bây giờ? Đáp, dù to xác đến đâu cũng không bằng trước khôn, cứ phát cái gậy thòng lòng ra đi. Nó hỏi cứ đáp, bắt con sư tử về ăn trưa. A-Láp làm theo, sư tử cười, bắt ta thế nào được, ta tớp một cái là chết thôi. Thế thì chúng ta thử sức mạnh, ai mạnh hơn thì được bắt kẻ thua hầu mình. Sư tử bằng lòng, A-Láp nhặt một hòn đá và bảo nó bóp nát. Trong khi sư tử không làm được thì anh bóp quả trứng vỡ tan. Sư tử chịu để anh xỏ dây vào mũi, đặt yên lên lưng cưỡi. Nhưng lâu dần sư tử tỏ ý khinh thường, A-Láp lo, lại hỏi vợ. Vợ bảo, mày nói đến mình cứ hỏi tôi làm gì buổi sáng. Thấy sư tử sắp đến, A-Láp cất to tiếng hỏi vợ. Vợ đáp to, hãy nấu thịt sư tử mẹ và ninh xương sư tử con, cũng tạm đủ ăn. Nghe nói sư tử ở ngoài, sợ quá bỏ chạy. Gặp cáo, sư tử kể cho cáo biết chuyện, cáo ngăn lại nói, chúng nó lừa đấy, ta hãy trở lại xem sao. Khi hai con sắp sửa đến nơi, vợ A-Láp nói vọng ra. Rồi cáo khốn kiếp, bảo mày đưa một con sư tử béo, mày dẫn thứ ấy đến làm gì? Nghe thế, sư tử va vào đầu cáo một cái chết, rồi cắm cổ chạy mất. Chú thích, theo Nắng Mai Hồng, truyện cổ tích Mông Cổ, hết chú thích. Truyện ở Ceylan, mẹ con nhà Hoảng một hôm dọn đến một hang báo khi báo vắng nhà. Trở về, báo bỗng nghe tiếng mẹ Hoảng quát với đàn con. Sao chúng mày không biết gì cả, đã ăn thịt báo no nê chê chán mà còn chưa vừa lòng ư? Báo kinh hoàng, quay đằng sau chạy, đến hỏi chồng. Chồng hứa sẽ đến cắn cổ cả hai mẹ con Hoảng, lại buộc dây nói người báo với cổ mình để đi cùng. Nhưng cuối cùng báo sợ chạy nhanh đến nỗi chồng chết tươi. Truyện trong năm sách dạy trẻ. Một dây được già, một hôm gặp sư tử quát. Tao đây là chúa dây tôn thờ thần Shiva và ta đã cầu thần cho giết 101 hổ để cúng dân người, cùng với 15 voi và 10 sư tử. Sư tử hoảng sợ chạy dài, sau đó trở lại cùng với chồng. Nhưng khi nghe tiếng dê đực quát lên như trước thì cả hai chỉ còn co chân chạy tục mạng. Ở châu Âu phổ biến là truyện dê đực, chồng và gấu do anh em Grimm sưu tầm, giống hai truyện vừa kể. Dê đực nhân khi chồng đi vắng, choán lấy hang làm chỗ ở. Chồng về, thấy trong hang của mình, lòng lành hai con mắt to thì hoảng sợ, bỏ chạy. Dọc đường, gấu ngăn lại, hỏi lý do. Chồng đáp, có một con vật ghê gớm ở trong hang của tôi, có hai con mắt thật là kinh khủng. Gấu nói, ồ, tôi sẽ tống cử hắn ra khỏi hang cho mà xem. Nhưng khi gấu đến, thì thấy hai con mắt sáng, đến lượt mình cũng vắt chân lên cổ mà chạy. Người Nga có truyện hổ, ngựa và chó sói cũng có những nét tương tự. Thay vào voi là ngựa, lần đầu tiên thi nhảy, ngựa thua. Nhưng ngựa đòi thi lần nữa, ai lấy chân đập vỡ đá thì thắng. Lần này hổ thua cuộc, thấy móng ngựa đánh vào đã làm tóe những tia lửa, hổ hoảng sợ bỏ chạy một mạch. Dọc đường, hổ gặp chó sói, sói giữ hổ lại hỏi duyên cớ. Nghe hổ kể chuyện một cách sợ sệt, sói không tin, ngờ đó là thứ ngựa tầm thường mà mình thường chén thịt, hổ
hổ và sói trở lại. Ở đằng xa, hổ hai tay nhấc sói dâng lên cao để sói nhìn xem có thật là người chăng. Không ngờ móng của hổ đã đâm sâu vào thịt sói, làm sói đến chết không cự cự được. Thấy sói chết, hổ lầm bầm: mày mới nhìn từ đằng xa mà đã sợ đến chết như thế, thế mà dám nói phép là đã từng ăn thịt ngựa. Chú thích: theo truyện dân gian Nga, Nguyễn Hải Sa dịch. Hết chú thích.